Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Bữa nay mâm đòi ăn mì nên bây giờ mình sẽ nấu mì. Mì này là lần đầu tiên mình nấu luôn, không biết ngon không nữa. Mời các bạn theo dõi nha. Đây là nguyên liệu nha mấy bạn. Nấm đông cô, cải, cải xanh, cà rốt, đậu hũ. Không thể thiếu đó là dừa tươi nha mấy bạn. Quan trọng là mì. Mì tương ớt. Và mẹ đang đi hái mướp nữa nha mấy bạn. Mình chuẩn bị bắt đầu nha. Một nguyên liệu quan trọng nữa là nấm rơm. Nhìn hấp dẫn ra luôn. Ăn ngon thiệt, lần đầu nấu mà vậy là ngon rồi. Đủ đồ để mình nấu. Trời quá ngon. Cái này mì chơi nha mấy bạn, cái này ngon thiệt. Mấy bạn không biết công thức thì bình luận dưới đi, mình viết công thức cho các bạn. Và chúng tôi hy vọng là phần trình bày vừa rồi có thể phần nào giúp ích cho quý vị và các bạn, đặc biệt là các nhà đầu tư trong phiên giao dịch mới ngày hôm nay. Lần đầu tiên nấu mà ngon luôn. Thưa quý vị, mưa lớn vẫn còn sẽ tiếp tục xảy ra trên cả nước vào ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là lũ quét và các trận sạt lở đất vẫn hoàn toàn. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 35 độ. Trong khi đó, khu vực phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 cho đến 35 độ. Nếu mà nước dừa, không sao. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến mấy bạn nào thích thì viết công thức mới nấu được, chứ cái này nhiều gia vị lắm. Dao động từ trong khoảng 25 cho đến 35 độ. Này tôi biết ai mà gia vị đâu mà ngồi được mà nấu. Bình Thuận ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 35 độ. Nhiều gia vị, nhiều nguyên liệu nữa. Ngon nè, ngon thiệt quá. Lạ không? Đúng rồi, con nấu lạ cho mẹ ăn mà mẹ cứ đòi giống mì thường không sao được. Ngon. Mà tàu hũ này dở quá. Nó có tàu hũ siêu thị á, mềm mềm á, ngon dữ nữa. Chỉ có tàu hũ dở thôi. Nó là ngon hết. Mướp nhà chồng rất là ngon. Giao từ thiện. Quá ngon luôn. Giao này giao từ thiện. Đầu bếp này cũng hơi chuyển chuyển ha. Giao cho đầu bếp nó. Đầu bếp mẹ ăn này thu. Mẹ có đầu bếp này hơi xịn xịn rồi đó. Mì ăn ngon à. Tổng mì ngon à. Tổng mì nó ngon rồi đấy hả. Mình về mình xào nó cũng ngon. Nó canh nó cũng ngon. Mình ăn đi xào ngon à. Xào củ quả thằng bỏ nó vô xào á. Đúng rồi. Nấm này nãy cháy cái bịch tỏi nhỏ xíu mà nó thơm. Dầu tỏi. Dầu mì lắm
Bây giờ cái món này nhiều gia vị, nhiều nguyên liệu lắm. Nấu là phải có công thức nấu mới được. Nấu như mì bình thường không ngon à. Ngoài ra, họ cũng sở hữu thủ môn Marcus Bellinelli theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của nhà đương kim vô địch Champions League vẫn chưa muốn dừng lại việc chiêu mộ thêm tân binh. Gần đây, rất nhiều nguồn tin khẳng định. Bạn nào muốn nấu món này á? Bình luận dưới chỉ công thức cho. Đến đây, bản tin thời sự tập hợp sáng của truyền hình thông tấn xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của truyền hình thông tấn trên Facebook. Ăn mì xong ăn thanh long tráng miệng. Thấy mẹ ạ? Trái cây mà ở đây có thanh long thì ăn thanh long thôi. Muối tàn sẽ tiêu thụ nên là bị dọn dẹp được hết. Làm ngon mấy bạn. Để bạn nha. Chúc các bạn có buổi sáng vui vẻ. Bye bye.